Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ạ. À, hôm nay bên vườn em giới thiệu mình là 19 cây sứ Thái ghép ha, và cây zin luôn. Giá cây em bán từ 120.000 cho đến 2 triệu một cây ạ. À, em xếp hàng trên toàn quốc luôn ha. Rồi số 1 mình đến với cây hàng ghép chứ. Số 1 là ghép giống Long Thành, 3 lớp màu đỏ tươi. Long Thành ghép 6 bo giá 160.000. Số 2 là Xuân Ý, 3 lớp màu vàng cam có sọc, giống này hoa thơm ạ. Xuân Ý ghép 6 bo giá 250.000. Số 3 một củ này, cái củ nó cái dạng hình na ná như rễ nơm ha. Ghép giống Dân Ngọc, 4 lớp đỏ viền trắng. Cây ghép 12 bo giá là 120. Số 4 Thiên Hương, hoa 3 lớp trắng viền hồng đậm hoa thơm. Thiên Hương ghép 11 bo 160.000. Số 5 Ruby, 5 cánh màu đỏ. Ruby ghép 14 bo 160.000. Số 6 cây ghép 2 màu, màu tím Bubble Bill với lại Long Thành, 3 lớp màu đỏ. Cây được ghép 8 bo giá 160.000. Số 7 là Duyên Dáng Tím, hoa 3 lớp màu tím. Duyên Dáng Tím đang nụ ạ. Củ thì dạng cơ bắp, cây ghép 8 bo giá 160.000. Hôm nay thì em vẫn còn đau cổ, em nói chắc hơi cái giọng hơi khó nghe. Cả nhà mình nghe thông cảm giùm em ha. Hổm rày đau cổ quá, uống thuốc không hết. Rồi tới số 8. Số 8 là Mắt Bía, 3 lớp màu tím sọc, cây 12 bo 160. Số 9 Mỹ Diệu 1, 4 lớp màu vàng sọc hoa thơm, cây 9 bo 300.000. Số 10 là Sĩ Thư 1, 3 lớp trắng viền hồng hoa thơm, cây 10 bo 160. Số 11 là Bích Loan 2, hoa 4 lớp. Đây, Bích Loan hoa như hình luôn cả nhà. Hoa 4 lớp, hoa thơm nha. Bích Loan 2, 11 bo, 200.000. Cây này về mình sang mình nuôi qua chậu 4 tấc ạ. Số 12 cây ghép 2 màu, Hằng Nga, 3 lớp màu vàng. Và Thần Tài, 5 cánh màu đỏ. Cây ghép tổng 16 bo, màu 14 bo Hằng Nga, 2 bo Thần Tài. Giá 300.000. Số 13 đến với cây hàng VIP dạng cao cấp hơn tí. Ghép giống Vân Ngọc, 4 lớp đỏ viền trắng. Đây, Vân Ngọc mình tựa khá dài, tình trạng cây đang vô nụ. Rồi, Vân Ngọc mã số 13 ghép 9 bo giá 600.000. Số 14 là Thần Tài, 5 cánh màu đỏ. Cây 13 bo 200.000. 15 là ghép giống Đại Mỹ Nhân. Đây, cái củ này nhìn rất là bắt mắt nè cả nhà. Rồi, ghép giống Đại Mỹ Nhân ha, 5 cánh trắng viền đỏ. Cây ghép tổng 6 bo giá 500.000. Số 16 một cây củ quái nè. Hình nó giống như hai con thú, nó đang đùa giỡn, thú có đuôi luôn ha. Rồi, ghép giống Vân Ngọc, 4 lớp đỏ viền trắng. Cây ghép 3 bo, giá 500.000, củ quái. Mấy cây này thì mình mua em vô chậu thế này về, mình chỉ để về là ngắm hoa thôi ha cả nhà. Khỏi sang chậu gì nữa hết. Số 17 là Thần Tài, 5 cánh đỏ. Đây, Thần Tài đang nở nè. Củ già, cây ghép 7 bo, giá 300.000. Số 18, gốc sứ riêng, hoa 3 lớp màu hồng tinh kỳ duyên, chiều cao của cây tầm 1 mét. Cây dạng thân ra hai nhánh nè. Cây mình đang chấm nụ nha cả nhà. Đây cái tàn của nó đây. Nói chung mấy cây em chọn, em làm video thì em chọn những cây có đế cũng khá là bắt mắt. Em giới thiệu cho mình tham khảo. Rồi, gốc sứ riêng, hoa 3 lớp màu hồng tinh kỳ duyên, 250.000. Số 19, đến với cây hàng VIP dạng cao cấp hơn nữa.
Ghép giống Thúy An 3, 5 cánh, màu tím. Cây này dạng to nha cả nhà. Củ to. Tàn bung rộng hơn 1 mét. Tựa dài. Cái tựa nó dài là từ cái mắt ghép lên nó dài tầm 5 đến 6 tấc nha. Tựa mình dài, tàn bung rộng ra. Thúy An 3 là 5 cánh màu tím. Cây em vô chậu nhựa, đây em đôn nó lên củ to, em cơi lên để nuôi củ nè. Hoành gốc của nó là 105, chiều cao là 1m3, tàn rộng hơn 1m. Cây ghép tổng 10 bo, giá là 2.200.000. Rồi, hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo 19 cây ha. Em giới thiệu mình tham khảo là 19 cây. Mình xem nếu ưng ý cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy là 0981813055. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ ạ. Chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình thật là vui vẻ.